Tết trung thu xốp nạp X2, 1 lít thì giá 200.000. Xốp Hùng Akira.vn, màu nhanh tay quay thử thôi nào. Mua ác Free Fire thử vận may kim cương tại xốpHungAkira.vn nha nha nha. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hùng Akira. Và lại chào mọi người đã quay trở lại với video của mình. Thì không biết là tầm này các bạn còn thức để đi học hay không. À mà quên mất, mẹ 12 giờ đêm mà. Ý mình là không biết là các bạn có hay có cái thói quen thức đêm để học bài hay không. Tôi nghĩ là rất là ít, phần lớn các bạn thức đêm để lướt điện thoại đúng không? Các bạn không biết đâu, ngày này 6 năm trước tôi... 6 năm à? Đúng vậy các bạn, ngày này 6 năm trước tôi vẫn thức để học bài. Chăm chỉ không các bạn? 12 giờ đêm 03 à 00 giờ 23 vẫn thức để học bài. Mặc dù là chục hôm mới được một hôm, không chính xác là cả năm học được một lần, nhưng mà vẫn thể hiện độ chăm chỉ đúng không? Bây giờ tôi vẫn thức đêm như thế đấy các bạn ạ. Nhưng mà là để xem sách. Được. Nói thế chứ thức để làm video reaction top top cho các bạn nhé. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nội dung nào. Nếu các bạn thích các video của Hùng, đừng quên để cho Hùng xin một like và đăng ký kênh. Đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ cái thông báo nào về kênh của mình. Đi. Gì đấy? Con mẹ thì mày. Ơ, cái này là cái gì đấy? Ơ, trông trống tre à? Trông trống tre này Nobita. Cái này là gì ta? nó bay này. Sao nó bay như kiểu nó trống trống luôn ạ? Ôi vãi ơi, cứt à, loài mèo biết bay à? Ui, bảo sao mà ngày xưa tôi từng đọc về một cái huyền thoại kể là ngày xưa loài mèo biết bay. Hoàng Phú. Ê, thế thì Hoàng Phú này có phải là Hoàng Phú mà người yêu ngân hàng ngày xưa đúng không? Xong rồi chia tay đúng không? Ờ, cháy hơn Free Fire. Ê, càng thế. Ô, Villa Team. Ô, tất nhiên này ở quân đoàn của anh 400 củ à? Càng thế mà. Được rồi, nói chung là anh thì phải cháy hơn Free Fire là chắc rồi. Gì chứ mẹ, 400 triệu mà không đốt được cháy hơn Free Fire ngay chừng là hơi kép. Ui. Mắt gì nhờ? Con xe này mình không biết là xe gì, phải xe Mazda 6 không? Hình như là thế. Con này đẹp nhờ. Ui, con này như là mày không đắt lắm đâu, nhưng mà tôi là có tiền lắm ấy. À không không các bạn, không đắt lắm là so với các xe tiền tỷ khác thôi. Chứ còn tôi thì làm đéo mơ đến mấy con này. Tôi đang đi con xe cúp 17 triệu ấy này. Ngày ấy khi đôi môi tôi đem lòng thương nhớ ai. Sốc đến mức rơi cả hộp video lên mà. Người ta nói sẽ quay về. Ngày ấy bao trong tim tôi chỉ biết đứng yên. Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên. Đúng kiểu thẹn thùng nhìn em quay gót đi mai anh đứng chết lặng rơi hộp bi lô ấy. Tôi nghĩ tầm này con cắt con chó này đang không nghĩ đến cái việc là người yêu nó đi theo ai đâu, mà đang nghĩ đến việc là hôm nay cắt C của mình đã bao nhiêu. Cũng là vì miếng cơm manh áo này mình phải diễn cái video TikTok này thôi. Diễn xong là ra ấy mà, có gì đâu, không hề tâm trạng nhá. Vãi cả đái ạ, từ bao giờ cái miếng tôn nó biến thành con siêu xe vậy. Này, bây giờ tôi lấy cái miếng tôn tôi kiểu, bây giờ ví dụ tôi lấy cái nắp hộp phở đi, tôi kiểu sao nó có biến ra một con siêu xe nhỉ? Không đéo ra gì cả. Này, đừng bảo anh lại quay xa anh nhìn em cái, xong rồi anh lại chớp mắt cái, xong rồi anh lại quay đi nhá. Xong rồi lại 3 triệu thư team nhá. Ơ mẹ mày lại thật à? Vãi cả đái á, hôm trước ông liếc mắt thì 10 triệu tim, hôm nay thì 3 triệu tư tim. Hơn sao bây giờ làm idol dễ nhỉ? Chào bài. Chào bài. Chia bài, chia bài. Ngày xưa mấy thằng bạn mình nó chia đỉnh lắm, mình chia hơi chậm các bạn ạ. Mấy bạn mình nó làm được mấy cái trích bài biết kinh lắm. Chẳng hiểu, chẳng hiểu sao? Không biết chẳng hiểu sao? Thật heo à? Thật heo.
chặt heo xong rồi nó chặt cho quả túi quý này, mất hết tình bạn luôn. Thế nó lại soi cái gì đấy cho mà xem, và lại một đống vi khuẩn cho mà xem. Trên thế giới này cái gì chẳng có vi khuẩn trời. Sạch mấy còn có nữa mà. Dành cho bạn nào chưa biết thì cái đấy gọi là Rick Roll. Nếu như bạn nào mà chưa biết Rick Roll là gì, tra Google nhá, các bạn sẽ hiểu vấn đề. Thể luôn cay vẽ đái. Tôi tưởng soi ra cái gì đấy kiểu vi khuẩn kinh dị lắm, hay là soi ra một con sinh vật ngoài hành tinh. Đéo phải ạ, à, con mẹ đó. Này, hôm trước chị cười thành gọi là kiểu một bài rap rồi, hôm nay chị tính làm gì đấy? Mẹ mày thề luôn, chị này mỗi lần chị ấy cười là thành con mẹ luôn, một cái bản beatbox luôn là đỉnh vãi đái vậy. Nuôi tốn cơm tốn gạo. Mẹ ơi đừng để con lấy chồng. Lấy luôn ngày mai đi. Mẹ ơi đừng để con lấy chồng. Mẹ ơi đừng để con lấy Hùng. Con đã muốn là lấy Hùng. Ôi tôi tự chế bài có hay nhở ấy. Giúp cho rất muốn đi. Một khi mà con đã lấy Hùng, con bay lấy mày. Con sẽ đấm nó điên. Tao đấm vỡ bầu mày. Con mẹ nó, vãi cả nồi nó đấm tôi à? Không sao được các bạn ạ. Vợ xinh này ăn đấm ngày nào ăn được. Tôi ăn đều chứ, tôi ăn khỏe chứ, ăn lấy ăn để chứ. Thiết kế nó rất chi là trí tuệ, sáng tạo thực sự các bạn ạ. Tôi thường kéo nổ được cái máy kiểu đỉnh cao của công nghệ không, kéo rơi mẹ máy luôn. Sốt mazane đậu kia nha, đậu kia sốt mazane đậu chiên. Mazane đọc vậy nhưng mà hình như là cái này đọc là mazone lisa mà đúng không mọi người nhá. Mazane nhưng mà đọc như cái tiếng Việt này. Đọc là mayonnaise luôn đi anh ơi, khổ. Mayonnaise. Mayonnaise. À đọc là mayonnaise à? À thế à. Thực ra nếu như mà để đọc chuẩn thì cái sốt này phải đọc là sốt ma cái minh nhá. Clip mà lên xu hướng thì tao toang mẹ mất. Ôi, video 500.000 tim thôi toang mẹ bạn đấy rồi. Rồi, đeo cả mặt nạ con cá xanh làm gì đây? Dưới Lào. Gì vậy? Ủa gì vậy? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ít có lầy rồi chứ. Tê. Bạn ơi, bạn mình phiền bạn một chút được không ạ? Bạn ơi. Bạn ơi à, mình là nhiếp ảnh gia đường phố ấy, thì mình muốn chụp cho bạn một vài bức ảnh đấy, thì bạn có đồng ý không ạ? Bạn có đồng ý không ạ? Có. Mặt như đâu mất sổ gạo ấy, cũng mắt chụp hình ạ. Ô, Trung Thu Tuyệt Quang. Ôi giời ơi. Tuyên Quang tôi bắt trên đỉnh thế. Ôi tề luôn, tự dưng lại muốn về Tuyên Quang rước đèn quá các bạn ơi. Quê tôi đấy. Nhưng mà năm nay tôi đéo về được rồi, buồn vậy đấy. Đúng. Ôi hỏi lắp camera ok. Thằng em thằng nào mà lớn à? À thằng em tôi. Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng. Ôi
Đâu nghe gì hết, bố mày đâu nghe gì hết, tao không nghe gì hết nha. Đéo tin. Này, có bạn nào ở đây nghe hai người này nói hiểu gì không? Tôi đéo hiểu đấy. Công nhận biết tí tiếng chó xa hẳn mồm nhỉ. Chào mừng đến Bình Nguyên Vô Tận. Ôi, trên lớp học luôn. Bình Nguyên Vô Tận, Bình Nguyên Vô Vọng à? Lịch sử đấu thần thua. Chất thật đấy, má gần mỏng đấy chết rồi. Uầy, trận chơi này là có tố chất này các bạn. Trận chơi này mà tôi gặp thì chắc chắn là tôi sẽ build thành idol lửa chùa. Hợp lý. Sao lại thề luôn. Cả đám mẹ về ra ngoài đứng hết đêm đến sáng hôm sau về luôn này. Đấy đấy, tao biết gay mà, tao biết gay mà. Tao biết gay là cảnh lên vườn mà. Cái này là sau này các bạn sẽ đi học đại học thì các bạn sẽ được đi quân sự lâu hay là đi đâu thì tùy theo trường của các bạn. Như trường Học viện Ngân hàng của mình là được đi sang bên Sơn Tây đi học quân sự trong một tháng các bạn ạ. Mình cũng có từng đi một tháng, trên ảnh Facebook mình có ảnh đấy. Trời ơi vui lắm. Nhưng mà tôi hơi cay thầy dạy quân sự nhá. Thầy toàn bắt tôi đứng thôi. Mấy anh cảnh sát trông bất lực vẽ đái. Hay là bây giờ chúng mình lấy xe đi đuổi bắt mẹ nó lại đi, chứ thằng này để ở bên ngoài loạn mẹ xã hội. Mấy anh cảnh sát chắc đang suy nghĩ lắm. Vỗ tay luôn mà. Trông bất lực của sự bất lực của cảnh sát. Uống nhầm ánh mắt của nàng, ta lại tưởng mộng tưởng về cuộc đời về sau. Nào thằng này, bế vợ tao, bế năng niu thôi nhá. Vợ tao mà Nga có mệnh hệ gì tao đánh bỏ mẹ về đây vớ vẩn. Đặc biệt là cái tay nhá, nhớ là để xuống chân hiểu không? Không để lên trên này bây giờ. Để lên trên chạm đùi cái quánh chết mẹ bây giờ. Vớ à vẩn. Thực ra thì nếu như mà trong tình huống này thì chúng ta nên an ủi các bạn bằng một câu nói rất là nhẹ nhàng và tình cảm và ngắn gọn xúc tích thôi. Đó là ngủ thì chết chứ bệnh tật gì đâu. Đất nước Việt Nam cong cong hình chữ S. Ui mẹ, Việt Nam mình tròn này cơ á. Tôi tưởng Việt Nam tôi hình chữ S. À không, đây là chữ S thật. Đất nước ta không. Này, thực ra thì nghe thì tôi hơi mất dạy một tí, nhưng mà cho phép tôi chia sẻ thông tin này được không? Đây các bạn, tôi chia sẻ quả thông tin đó là tôi nhìn thấy vết hằn được cả quần trong luôn các bạn. Đây, đây là cái rằn rành này. Ok, tôi về cơ bản tôi thấy tôi đỉnh cao các bạn ạ. Tôi được gọi là thiên lý nhãn. Ngay khoảnh khắc này thôi, tôi nhắm mắt thôi, con mắt thứ ba đang tàng hình ở trên trán tôi cũng có thể nhìn được xem bên trong là màu gì. Chắc chắn là màu trắng. Không, tôi sẽ tốn đấy. Anh chị đã có bác cái gì trà xanh mà hay hoa quên mẹ rồi, quên mẹ rồi. Quên mẹ. Nhân viên này bình thế. Em xin lỗi, em quên rồi. Hay là gì tương tự là cái câu tôi hay nghe của các bạn nhân viên khi nhầm. Hoặc là em xin lỗi để em đổi lại cho các anh chị ạ. Để em nhầm quên mẹ rồi. Bạn đọc lại tôi cái thì tôi đọc lại đã. Xin vàng. À, anh chị là có bác viên đi trà xanh và hai trà xanh vàng đúng không ạ? Ui dồi ôi. Chúc anh chị ngon miệng ạ. Ok. Đây, để em đây. Anh chị ăn xong anh chị chết có mẹ anh chị. À, cái này là diễn rồi, cái này là diễn rồi. Nhân viên đéo ai dám nói đâu. Khi đi uống nước gặp bạn cùng lớp làm hè. À, bạn cùng lớp làm nhân viên. À, nếu phải các bạn ạ, là cái quán này nó tự phục vụ xong rồi là bạn này bạn ấy giả vờ làm nhân viên. Mẹ nó, tôi bị lừa hai lần.
Thế với các bạn luôn, ngày xưa cái lúc mà đi khai giảng ấy, cái thứ duy nhất mà níu giữa tôi ở lại với lại là cái tiết mục khai giảng ấy, đó chính là tiết mục văn nghệ, bởi vì crush tôi cũng lên nhảy. Crush tôi rất hay diễn văn nghệ các bạn nhá, hay trong đội múa văn nghệ của lớp. Thực ra crush tôi lớp bên cạnh không phải lớp tôi, nhưng mà tôi rất thích nhìn crush nhảy văn nghệ. À, cuối cùng thì crush tôi lại yêu thằng bạn tôi, không yêu tôi. Một vợ này, hai vợ này, một ba vợ này. Ui, tôi chọn bạn đeo nơ này, tôi thích bạn này, tôi thích em này. Chọn vợ nha, chọn vợ rồi nha. Nào, quay cam cho vợ mình đi, khổ quá. Thôi, quay cam cho vợ em dùng cái được không à? Chị ơi, anh cameraman ơi. Ô, vợ tôi cũng chạy qua rồi. Vợ em. À không, thực ra vợ em đây này. Ô, vợ em đây này. Ui, sao vợ em phân thân nhiều thế? À không phải, hình như là nhiều vợ thì phải. Ui, nhiều vợ quá. Ô, nhiều vợ quá. À, mình sẽ đưa máy cho chị gái xinh đẹp nhất. Đưa mẹ mà chứ đưa. Nói đi, mày phải nói. À chết cha rồi. Mình sẽ đưa máy cho đứa đi học trễ bằng ngựa nhất lớp. Ok, mình sẽ đưa máy cho người mình thích. Trời trời. Mình sẽ đưa máy. Ok. Cái nón sao? Cái nón của tao. Tao để dành bao nhiêu tiền tao mua mà tao có phải là mua nón thiệt đâu. Tao mua là tao mua nón giả trên chợ bằng chai mà. Mà tao mới học quá ai tiếc à. Nó lấy của tao. Giờ có gì vậy? Bạn ơi, khi mà mình đã quên mũ bảo hiểm rồi, thấy cái xe nào có treo cái mũ bảo hiểm thì cứ thế mà lấy thôi. Kể cả mũ phách, mũ rẻ rách thì cũng lấy cho bạn nhá, có cái đội là được rồi. Tụi nó nghĩ thế đấy. Mẹ đứa thì nó đứng nó khóc thật. Mấy đứa bạn ngồi quay cứ ngồi cười. Mất dạy thật, em phải chia sẻ cảm xúc với nó chứ. Để mình anh cười thôi là được rồi. Giờ tao vậy. Thế tôi đéo cười vì bạn này khóc mà tôi cười vì mấy đứa bạn nó ngồi cười. Mấy đứa bạn đang cầm máy quay nó ngồi cười. Thì một mai tôi chờ về các buổi. Mà nó giả mà sao nó cũng ám với tao quá ta. Gặp nón thiệt tao không nói mà cái này tao nón giả mà. Tao mua có mấy chục ngàn mà tao đòi cho công an được tóm cổ tao. Mày giờ ra tự nhiên cái nón đâu mất tiêu. Tao mệt quá. Giờ sao vậy? Khỏi rồi nó có hiểm vậy. Đi không luôn, chơi lớn luôn, chơi nè. Chơi lớn cộng đồng em chơi nè. Chơi lớn. Khuôn mặt thể hiện sự bất lực, xét hơn đời đầu. Tóc chú phụ em thế cái thằng. Tóc chủ phụ đẹp thế. Tề, tóc chủ phụ đẹp thực sự luôn ấy. Tề, nhìn phát em liên tưởng đến, em biết liên tưởng đến cái gì luôn. Nó là cái đầu. Oh my god, ông ấy rap như kiểu là Eminem trong rap hot thật luôn hả? Đỉnh vai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với live show của Hùng. Ôi được rồi, rồi, biết rồi. Hùng sẽ rap rap good của Eminem cho các bạn xem nhé. Trước tiên tôi cần lyric. Đây à các bạn, chuẩn bị tinh thần đi các bạn. Hey fam, I'm kill you, living coming to the supersonic speed. Từ từ cho em thở, đi đâu chạy nhanh thế. Bố mày chịu, bố mày quỳ. Dám đột nhập không? Đốt nhập cả khai giảng luôn. Đỉnh vậy. Giả vờ là học sinh luôn à? Khúc này mới đỉnh cao nè.
giả là học sinh lớp 10 chui vô lớp ngồi y như thật. Ờ thì đúng rồi, lớp 10 thì nó sẽ là kiểu như là bạn mới ấy nhiều ấy, nên là tưởng là bạn mới thôi. Ok, có thể âm nhạc của bạn rất là hay, nhưng mà xin lỗi, tôi không biết bạn là ai. Tôi có vị trí rồi. Đây là bọn anh đã đi lên. Thực ra về cơ bản là người khác nói thì tôi sẽ rất là bất bình. Nhưng mà với sếp Tùng của tôi thì tôi đánh giá là 10 điểm các bạn nhé. Tất nhiên rồi. Không, cái này mình nói thật đấy, mình fan sếp Tùng MTP thật. Đến trưa rồi, em đói quá cô ơi. Trưa này ăn gì cô ơi? Có thịt quay hay không thì thịt chó, mà nếu không thì thịt bò. Cô mẹ cô cười thể hiện sự bất lực lắm. Đây là thể hiện sự bất lực trong ngành giáo dục này. Lúc này là ngành giáo dục đi xuống và ngành ẩm thực lên ngôi các bạn. Thực ra thì mọi người sẽ để ý vấn đề là con chó là nhân vật chính, nhưng tôi chỉ để ý là anh này mặc bộ công an. Thôi! Lần này cậu vẫn cho tớ ngồi chơi với cái cống như mọi khi. Tớ vẫn cố tỏ ra là mình ổn cho đến khi em nói là để em đèo cho, với lý do là tôi chưa có bằng. Nhưng đôi chân này nào có chạm đất đâu. Đây là con hẻm mà khi còn đi học cả hai sẽ hẹn nhau cùng đến cho đến khi lên Hà Nội. Vậy là tớ đã hoàn thành những gì chúng ta đã hứa rồi nhé. Tớ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh cậu quãng thời gian còn lại. Tớ vẫn sẽ ở phía sau theo dõi và bảo vệ cậu. Tạm biệt cậu. À này cậu, tôi dừng lại là để cô ấy có một tương lai bên người tốt hơn, ít nhất là không được lừa dối cô ấy. Nên nhớ cô ấy không thích đồ ngọt và dầu mỡ vì sợ béo, thích mặc crop top, bầu yêu thích là trắng đen, thích đeo kính khi chụp ảnh vì sẽ giúp mặt nhỏ hơn, vì thấp nên... Ok được rồi, cảm ơn bạn vì các thông tin để mình chăm vợ mình nhá. Rồi ok, mình sẽ chăm sóc tốt vợ của mình. Bạn yên tâm đi, người yêu cũ của bạn bây giờ là thành vợ mình rồi. Cảm ơn bạn. Ha. Có không giữ thì mất thì lạc của Hùng nhá. Đùa nói chứ xem mấy cái video xuyên suối này tự dưng tôi cảm thấy cô đơn và độc thân. À nhầm, chính xác là cảm thấy đau thương cho các bạn FA quá. Các bạn có cảm thấy cay không? Có. Các bạn có người yêu không? Không. Ok thôi rồi, chắc có lẽ video của mình sẽ xin phép dừng lại tại đây thôi. Nếu các bạn thấy thích các video của Hùng, đừng quên để lại cho Hùng xin một like, một đăng ký và đừng quên là bấm cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi video mới nhất. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và chúc ngày tốt lành. See you again. Bye. À mà quên bye này chứ.